Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ cách khắc phục cây ớt bị sụt ngọn khi mới trồng hoặc là đang trồng, đang chăm sóc. Thì thời gian vừa qua có nhiều bạn gửi tin nhắn về cho mình là cây ớt của em bị sụt ngọn. Nhưng mà ớt bị sụt ngọn thì nó có mấy trường hợp cơ bản mà người trồng mới hay là người trồng cũ rất dễ bị mắc phải. Và hôm nay mình xin được chia sẻ kinh nghiệm cách khắc phục cây ớt bị sụt ngọn. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. Và đây các bạn có thể thấy mình có một cây ớt đã bị sụt ngọn rồi đấy ạ. Thì ớt bị sụt ngọn sẽ có mấy trường hợp như sau. Đầu tiên nó là bị sót phân. Thứ hai nó bị đất bị bí, bị úng nước. Ba là bị thiếu nắng. Thứ tư là bị dày dẹp. Đấy ạ. Các bạn có thể thấy cái cây ớt của mình ngọn nó sun hết lại đấy. Không thể phát triển và lớn được. Và đây các bạn có thể thấy cây ớt này cũng bị sun ngọn như cây ớt kia. Và cái tàn dư của bị sun ngọn đấy ạ. Các bạn có thể thấy cái lá này đây. Đấy, nó vẫn bị sun xoăn xoăn đây. Nhưng mà cây này thì mình chữa trước rồi. Và mình cố tình mình để lại cây kia để chia sẻ với các bạn cách chữa ớt bị sụt ngọn. Và sau khi chữa xong thì cây ớt đã đẻ ra rất là nhiều nhánh và phát triển rất là tốt. Và trường hợp đầu tiên để xử lý ớt bị sót phân dẫn đến xoăn ngọn, sụn lá thì đầu tiên là các bạn cắt hết những cái ngọn và cái lá đã bị bệnh đi. Đây ạ, cắt hết đi. Những cái lá này nó không bị sao thì cứ để kệ nó, để nó quang hợp, để nó thở. Đấy, tiếp theo là cắt những cái ngọn của cái nhánh này đi, để nó ra nhánh khác. Các bạn cứ cắt phăng đi, không thương tiếc gì đâu ạ. Cắt hết đi. Đấy, thì đây còn có cả hoa, cả nụ ấy, nhưng mà ngắt hết đi, để nó dưỡng cây. Sau khi cắt được cây đó, dưỡng cây thì cây nó sẽ có sức, có lực để ra nhánh mới. Đấy, trường hợp sót phân. Đấy, cắt luôn cả cái nhánh chính này đi. Đấy, cắt gần như cắt trụi luôn. Đấy, các bạn có thể thấy. Đấy, gần như là hết những cái lá bị bệnh rồi, hết những cái lá và cái ngọn bị bệnh rồi. Và sau khi đã cắt những hết lá bị bệnh và những ngọn bị bệnh sun lại, xoăn lá xong thì các bạn chú ý là cái trường hợp mà bị sót phân do các bạn trộn đất để trồng quá nhiều phân hoặc là các bạn bón quá nhiều phân thì cây nó sẽ bị sốc phân là sun ngọn là như thế. Thì nếu mà các bạn mới bón thì các bạn vét bớt phân ra. Nếu mà các bạn nhỡ trồng rồi giống như mình đây là mình trộn quá nhiều phân là bị sót phân đấy ạ. Thì các bạn hạn chế tưới nước, chỉ cần giữ hơi ẩm cho cây là ok, chứ các bạn đừng tưới quá nhiều nước. Vì thậm chí vì là ớt bình thường nó đã không ưa nước rồi, nhưng mà quá nhiều nước thì nó sẽ bị bí đất và bị nghẹt rễ, nó sẽ khó phát triển, dễ bị bệnh. Cứ cấu hết đi xong là giữ ẩm thôi, chứ đừng tưới quá nhiều nước khi mà cái trường hợp sót phân là như thế. Và tiếp theo là trường hợp thứ hai, đó là các bạn trồng cây ớt bị bí đất và úng nước. Thì khi mà các bạn trồng là các bạn đục lỗ thoát nước cho thùng trồng không thoát được nước, hoặc là đất ít giá thể tơi xốp quá là bị bết. Và để khắc phục cái trường hợp ớt bị xoăn ngọn do bí đất và ống nước này thì các bạn đầu tiên thì các bạn cũng cắt hết những cái ngọn bị bệnh đi, cắt hết ngọn những lá bị bệnh đi. Sau đó các bạn có thể đánh cây ớt ra, đánh bầu cây ớt ra, trồng vào một chậu khác thoát nước tốt hơn và trộn đất tơi xốp hơn. Tại vì là ớt là không ưa nước và không chịu được ngập, nên khi ngập mà úng nước cái là ớt bị nấm rễ là sun ngọn ngay. Và ở video chia sẻ cách trồng ớt tại nhà mình đã nói rồi đấy ạ.
Thì trồng ớt chỉ cần một ít phân thôi, đất là phải tơi xốp và thùng thoát nước tốt, như thế là ok, không có gì cả. Trồng ớt thì rất là đơn giản thôi, chăm sóc rất là bình thường thôi, không cần cầu kỳ. Càng ớt thì càng chăm quá thì càng nhiều chất, càng nhiều phân thì nó hay bị sun ngọn và bị bết đất lại và nó sun ngọn ngay. Đây các bạn có thể thấy cái ớt mình trồng đây rất là bình thường, quả thì rất là to, nhưng mà thực ra mình trồng cái ớt này được hơn 3 năm rồi. Thỉnh thoảng mình có bón thì mình bón một chút phân gà đã ủ hay mục xung quanh mặt thùng. Mình cũng đã có một cái clip mà cắt tỉa và bón phân cho cái ớt sau khi đã thu hoạch rồi đấy. Thì cái ớt này cũng có một thời gian là mưa ẩm và nồm rất là lâu nên cái ớt bị thiếu nắng, bị sun ngọn. Mình có cắt hết đi và bây giờ ra các ngành nhánh mới đây thì nó đã phát triển bình thường và bắt đầu ra hoa đậu quả. Và đây ở cây ớt này cũng thế đấy ạ, cũng bắt đầu phát triển một cách mạnh mẽ và bắt đầu ra hoa đậu quả rồi đấy ạ. Thì khi mà mùa xuân ở Hà Nội, nói chung toàn miền Bắc thì chỉ có mưa xuân thôi chứ nắng rất là ít. Và đấy là mình đang nói đến cái trường hợp thứ ba là trường hợp cây ớt bị thiếu nắng. Khi các bạn trồng cây ớt mà trộn đất rất là ok rồi, thùng thoát nước rất là ok rồi mà cây ớt lên vẫn bị sun ngọn và xoăn lá, thì là trường hợp cây bị thiếu nắng. Thì các bạn di chuyển cây ra chỗ thật nhiều nắng vì ớt rất là ưa nắng. Chứ ớt trồng trong chỗ thiếu nắng thì ngọn nó sẽ bị xoăn và cây là sẽ bị vống, phát triển sẽ không được tốt và quả sẽ không được năng suất. Như ở ngoài ruộng người ta trồng công nghiệp, người ta bán này, người ta trồng giữa ruộng, giữa rời, dãi nắng suốt ngày suốt đêm này. Nên là cây ớt các bạn trồng chú ý là phải trồng chỗ nhiều nắng. Đây như mình đây thì thực sự là mùa xuân ở miền Bắc mình thì không có nắng mấy, nên mình cắt ngọn đi. Khi mà gặp mưa xuân cây ớt sẽ ra rất là nhiều mầm, sau đó là bừng nắng lên, nắng vào mùa hè đấy ạ, thì cây ớt sẽ phát triển rất là tốt. Cái khắc phục trường hợp mà cây ớt bị thiếu nắng thì rất là đơn giản thôi. Và cái khắc phục chung của cây ớt bị sun ngọn là đầu tiên là phải cắt hết những cái lá và những cái ngọn bị sun đi để ra những cái lá mới, ngọn mới khỏe hơn và đẹp hơn. Và trường hợp thứ tư đó là trường hợp bị cây bị dày dẹp dẫn đến sun ngọn và xoăn lá. Thì các bạn đã biết là kiến là cộng sinh với dẹp, nên khi mà diệt dẹp thì đồng thời các bạn phải diệt cả kiến. Tại vì kiến nó sẽ tha dẹp lên ở trên những cái lá cây và ngọn cây non để dẹp hút chất diệp lục. Sau đó dẹp sẽ thải ra một cái chất như kiểu là chất đường ấy, thì kiến nó sẽ rất thích ăn cái chất nước thải của dẹp ý. Và đầu tiên là để diệt dẹp trên thân cây là các bạn cũng cắt hết những cái lá bị xoăn đi, những cái ngọn bị xoăn đi. Sau đó các bạn pha nước rửa bát, các bạn phun ướt đẫm cả mặt trên, mặt dưới lá trong vòng 3 ngày để còn sót con dày, con dẹp nào thì cho nó chết đi. Và dưới gốc thì các bạn rắc cái bã cà phê, bã cà phê xung quanh gốc cây ớt ạ. Thì cái bã cà phê nó có cái chất gì kiến rất là sợ và tránh xa. Mà kiến có bò vào cái bã cà phê thì kiến nó sẽ bị rụng chân và chết. Và để phun dẹp thì các bạn có thể dùng các loại bình phun 1 lít hoặc 2 lít. Thì các bạn có bình nào thì các bạn sử dụng bình đó. Còn đối với nước rửa bát, nước rửa chén này thì như bình 2 lít ở đây, mình pha từ 10 đến 15 giọt. Thì mình cứ gọi là áng đấy ạ. Là ok mà. Thì các bạn mà dùng bình 1 lít hoặc là cái bình xịt kính ấy, thì các bạn cứ chia ra 1 lít là 5 đến 7 giọt nước rửa bát. Các bạn cho vào, các bạn xóc đều lên. Xong là các bạn phun ướt đẫm cây ớt trong vòng 3 ngày, cả mặt trên, mặt dưới lá. Sáng phun, mỗi ngày phun một lần.
thì trong vòng 3 ngày thì còn con dẹp nào thì nó sẽ chết hết. Đây như mình phun này, sau khi mình pha nước rửa bát xong mình phun ướt đẫm cả mặt lá, mặt trên mặt dưới, các bạn phun vào sáng sớm hoặc là chiều mát, phun 3 lần 3 ngày. À, còn để còn con dẹp nào để nó chết lốt thì nó có cái nước rửa bát này nó sẽ chất là chất bám dính, con dẹp sẽ không di chuyển được và thậm chí không thở được, nó sẽ chết. Và tiếp theo đó là để phòng trừ kiến, tha dẹp lên cây vì kiến với dẹp nó cộng sinh, nó ăn ở với nhau. Thì các bạn có thể rắc bã cà phê xung quanh gốc cây để chặn kiến, thì cái bã cà phê này kiến nó sẽ rất là sợ và sẽ làm đứt chân, gãy chân con kiến, con kiến sẽ chết. Không còn rắc bã cà phê xung quanh cây thì không có con kiến nào nó sẽ dám xâm nhập vào cái cây ớt này. Không có bã cà phê thì các bạn có thể dùng các loại bả chua ngọt và các loại thuốc kiến sinh học đều ok hết, diệt dẹp, dày dẹp, không cứ gì ở ớt, ở bất kỳ cây nào thì đầu tiên là các bạn phải diệt kiến đi ạ. Không diệt kiến thì càng ngày kiến nó càng tha nhiều dẹp lên cây. Đấy, mình như vậy là mình đã rắc xong, mình đã phun nước rửa bát xong. Cả mặt trên mặt dưới lá đều ướt đấy ạ. Đây của mình thì không bị dẹp nhưng mà mình cứ làm mẫu cho các bạn xem và tham khảo. Sau khi phun nước rửa bát xong thì rắc bã cà phê xung quanh gốc cây hoặc là kín mặt thùng để xua đuổi kiến. Và các bạn có thể dùng các loại bả kiến, bả chua ngọt để bẫy kiến hoặc là các loại thuốc kiến sinh học các bạn rải ở trên mặt thùng đều ok hết. Và cuối cùng, video clip chia sẻ cách khắc phục cây ớt bị sun ngọn khi trồng tại nhà của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu thì xin để lại câu hỏi hoặc lời nhắn ở dưới phần bình luận của video. Mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.